loạt ca sĩ Việt vướng thị phi năm 2023. Hoàng Thùy Linh xin lỗi khi bị chỉ trích trịch thượng, Lưu Phước Thịnh vướng chuyện bản quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Chắc gây ồn ào khi đưa hình ảnh Messi vào MV. Đầu tháng 9, ca sĩ trở lại làng nhạc qua MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra, nội dung về giấc mơ làm cầu thủ của cậu bé nghèo. Chắc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ danh thủ Lionel Messi vào sản phẩm nhưng bị một bộ phận khán giả cho rằng lợi dụng hình ảnh huyền thoại bóng đá thế giới. Sự việc căng thẳng khi xuất hiện tin đồn giọng ca trẻ đã phải bỏ ra 60 tỷ đồng để có được cuộc gặp mặt. Doanh nhân đứng ra kết nối cho ca sĩ gặp gỡ Messi lên tiếng cho rằng phía nam ca sĩ gian dối, vi phạm hợp đồng. Phía Chắc sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết đã bỏ ra 5 tỷ để đưa cho người môi giới, còn các chi phí đi lại, ăn nghỉ đều tự bỏ tiền túi. Người này sau đó tiếp tục cho rằng Chắc nên đưa ra minh chứng bằng văn bản đã xin phép phía Messi về việc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ vào sản phẩm. Đến nay, phía Chắc không có thêm phản hồi về ồn ào. Sự việc gây ồn ào, tuy nhiên MV vẫn đạt hiệu ứng tốt, hiện hút gần 10 triệu view trên YouTube. Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích thái độ trịch thượng. Hồi tháng 9, ở họp báo công bố Vietnamis, concert đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh nhận câu hỏi của phóng viên về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong live show cũng như khả năng hát live của cô. Cách trả lời lòng vòng cùng các hành động kéo phóng viên lên sân khấu, đứng trước mọi người và hỏi thêm người này những câu về cách sống khiến cô bị công chúng chỉ trích, cho rằng có thái độ trịch thượng. Sau hơn 2 tuần, ca sĩ viết thư xin lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm về cách ứng xử, giao tiếp. Dù vướng tai tiếng trước live show, concert hôm 29 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh của Hoàng Thùy Linh diễn ra khá thành công, các chỗ ngồi tại nhà thi đấu Phú Thọ được lấp đầy. Ca sĩ đầu tư sân khấu, dàn dựng các tiết mục như Si Tình, Kẻo Cà Kẻo Kẹt, Lưu Phước Thịnh, Đỗ Hiếu tố nhau về bản quyền ca khúc. Cuối tháng 10, Đỗ Hiếu cho biết 8 bản hit anh sáng tác giai đoạn 2014-2018 do Lưu Phước Thịnh hát đều đã hết thời hạn độc quyền 2 năm. Nhạc sĩ không nhận được phản hồi từ phía ca sĩ về gia hạn hợp đồng. Lưu Phước Thịnh sau đó lên tiếng nói không tái ký vì nhiều lý do, đồng thời khẳng định không hát, chùa hay sử dụng bừa bãi tác phẩm vì đều đóng tác quyền ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Sự việc khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó họ có mối quan hệ tốt, từng dành nhiều lời khen cho nhau trước truyền thông. Ngoài trường hợp của Nu, Đỗ Hiếu, ồn ào bản quyền tác phẩm làng nhạc còn diễn ra giữa ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của Đan Trường, với ca sĩ Thái Trinh. Bằng Trường, ông bầu đệ đơn khởi kiện, cho rằng các giọng ca dùng nhạc độc quyền của HT Producing nhưng không xin phép. Nhưng sau đó, các bên tự giải quyết thay vì đưa vụ việc ra tòa. Trịnh Thăng Bình xin lỗi vì hát live chưa tốt. Hồi tháng 9, Trịnh Thăng Bình nói xin lỗi vì thời gian qua mang đến những tiết mục chưa đạt chất lượng sau loạt chỉ trích của khán giả. Trước đó, nhiều video trình diễn của anh lan truyền trên mạng xã hội nhưng giọng hát bị nhận xét trên phô, phát âm tiếng Việt lơ lớ, gây khó chịu cho người nghe. Ca sĩ thừa nhận gặp vấn đề sức khỏe. Trước đó, giọng ca người ấy trải qua giai đoạn điều trị triệu chứng mất ngủ kéo dài, cơ thể suy nhược, dẫn đến đau nửa đầu, tê một bên mặt và lưỡi. Nam em bị tố cáo hát nhạc độc quyền không xin phép. Trong năm, người đẹp chạy show liên tục tại các phòng trà. Hồi tháng 10, Cao Thái Sơn yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc và nam em trả lời việc sử dụng không xin phép ca khúc Tất Cả Hoặc Không Là Gì của anh, bài hát anh đã mua độc quyền trọn đời. Đại diện phòng trà sau đó liên hệ ca sĩ để xin lỗi, còn nam em im lặng. Hồi năm 2022, nam em cũng từng lên tiếng nhận lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm sau khi bị nhiều nhạc sĩ, ca sĩ phản ánh, hát chùa, nhiều nhạc phẩm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.